Okay, xin chào các bác nhé. Hôm nay AutoZawi sẽ cập nhật giá của tất cả các mẫu xe cũ hiện tại có đang bật cửa hàng nhé. Bắt đầu từ trong này đi, chúng ta sẽ có một chiếc Audi. Đây là chiếc Audi hai cửa bản Mulchen Convertible. Chiếc này thì là sản xuất 2009, audio thì không phải nói đến nữa rồi. Còn rất là mới, xe màu trắng, nội thất nâu da bò. Và chúng ta đang còn giá là 720 triệu. Em sẽ bớt cho các bác ở ngoài để 710 triệu nha các bác nhé. Và bên này lại một chiếc thể thao hai cửa nữa nhưng không phải Mulchen. Đây là chiếc Jaguar F-Type bản máy Supercharged 3.0 nhá. Thể thao thì rất là khỏe rồi. Ta sẽ có máy Supercharged này. Chiếc này thì hiện tại em đang chào mức giá là 2 tỷ 500 triệu đi. Để cho các bác giá cực kỳ yêu thương rồi. Đó. Bên này chúng ta sẽ có một chiếc đến từ Anh Quốc. Đây là chiếc Mini Cooper. Đây là bản S các bác nhá. Sẽ có hai line màu trắng, đây trắng sữa đi. Chiếc này thì hiện tại em đang chào 1 tỷ 699 triệu. Đó. Giá cực yêu thương rồi. Cũng là nội thất nâu da bò luôn. Đây là bản Convertible. Đây là mui mềm các bác nhá. Kế bên em có một chiếc Lexus sản xuất 2007. Xe này thì cực kỳ đẹp rồi. Đây là bản có ghế thương gia và là bản 4 ghế đấy các bác nhá. 4 ghế massage hết hoàn toàn. Thì bản này thì em sẽ cho các bác là giá là 599 triệu. Giá cực yêu thương rồi. Và chúng ta tiếp theo đến đó sẽ xe đến thương hiệu Mazda. Thực sự nhà em không chuyên dòng này, chuyên xe Đức rồi nhưng mà có khách thì vẫn có nhu cầu thôi. Đây là chiếc Mazda 6 sản xuất 2018. Nó là cực mới, xe màu trắng nội thất đen. Full option, đây là bản premium 2.0 nha các bác nhá. Chiếc xe này hiện tại em đang chào ở mức giá là 550 triệu. Các bác quan tâm em để ngay cho các bác cả mức giá là 540 triệu. Đó. Kế bên chúng ta sẽ có một thương hiệu nữa, đó là một thương hiệu Audi. Chiếc này thì em nghĩ là phù hợp với các chị em phụ nữ hơn. Mà thực sự ở chất. Đây là chiếc xe Audi A1 bản S-Line các bác nhá. Chiếc xe này thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Audi khung máy thì chúng không nói đến. Chiếc này thì hiện tại em đang chào mức giá là 325 triệu. Các bác quan tâm em để ngay cho các bác là 320 triệu. Mức giá quá là yêu thương cho một mức chiếc Audi A1 đỏ như thế này. Kế bên chúng ta sẽ có một thương hiệu đến từ nhà Jaguar tiếp theo. Cũng là máy 3.0. Cũng là màu trắng và nội thất nâu da bò. Các bác có thể thấy là một chiếc sedan hạng sang đến nhà Jaguar này thì sản xuất 2015. Em để mức giá là cực kỳ yêu thương. Xem nào, xem bao nhiêu nhỉ? Em để cho các bác là 1 tỷ 550 triệu đi. Quá là hời rồi. Quá là rẻ, rẻ thị trường hiện nay luôn. Đây là chiếc Audi A7. Xe này thì đã lên full form của chiếc RS7 rồi. Quá là đẹp. Một chiếc xe thể thao đến từ nhà Audi. Xe màu đen, nội thất đen. Và cực kỳ nhiều option thể thao nữa. Xe đã vào hơn 300 triệu tiền đồ. Và các bác có thể thấy là chiếc xe này em đang để ở mức giá là Trước em chào là 1 tỷ 099 triệu. Bây giờ em để cho các bác giá bao nhiêu nhỉ? Để các bác 999 triệu đi. Cho nó dễ vào việc. Đó, một chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp, audio cực ít thôi, full thể thao. Bác đi tiếp theo cùng em nhé. Ok, và tiếp theo là một chiếc xe sedan hạng sang nữa nhưng mà đến từ nhà Maserati. Biểu tượng đinh ba rất là đẹp rồi. Xe thì là một xanh Kawasaki, cực kỳ đẹp luôn. Một xanh kết hợp với cả một nâu da bò nữa. Cửa chúng ta sẽ có cửa đây, kính không viền Spotlight luôn, quá đẹp. Chiếc xe này thì sản xuất 2016, em đang chào với giá, với mức giá là cực kỳ yêu thương. Xem nào, để cho các bác là 2 tỷ mốt đi. Quá là rẻ rồi. Thị trường hiện nay là cực kỳ gọi là biến động đấy, cho nên em để mức giá phải gọi là rẻ nhất thị trường hiện nay luôn. 2 tỷ mốt cho các bác một chiếc Maserati Quattroporte sản xuất 2016. Một chiếc xe Lexus giá quá là rẻ. Đây là Lexus LS460L sản xuất 2010. Chiếc này hiện tại em báo giá thẳng luôn, đó là 920 triệu, rẻ nhất rồi, không để xuống hơn được nữa. Chiếc này em đang để là màu vàng cát này. Màu nội thất là màu kem, rất là sáng. Full option, bản này bản 5 cửa khác với cái bản 4 cửa trước em vừa đề cập đến. Rất là đẹp luôn. Đấy, còn rất là mới nữa. 920 triệu nha các bác nhá. Đấy. Cuối cùng là siêu phẩm của ngày hôm nay. Và đây là chiếc khủng long của nước Mỹ. Đây là chiếc Lincoln bản L Black Label, bản cao cấp nhất và dài nhất luôn các bác nhá. Chiếc này có trục chiều dài cơ sở 5m5, cao tới 1m95, cao rất là nhiều luôn vào ống cabo này. Các bạn thấy. Bản cao cấp nhất cũng tất nhiên là full option rồi. Các bạn thấy là rất là dài, rất là đẹp rồi. Chiếc này thì là bản Navigator, em sẽ chào bán với mức giá là hơn 6 tỷ đồng. Các bác thấy đấy, đây, nội thất, ngoại thất như một chiếc xe mới lần sản xuất 2021. Audio thì có 2 vạn thôi, đi cực ít rồi. Đây, bậc thò thụt, không phải nói quá nhiều option. Và siêu phẩm đây là cuối ngày, cuối cùng của tất cả mẫu xe chào bán ở Âu Giao Huy. Các quan tâm có thể qua ngay địa chỉ ở Âu Giao Huy nằm lại số 5 Nguyễn Văn Linh Long Biên, Hà Nội để xem tất cả mẫu xe các bác có thể quan tâm. Cùng mình xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.